Xin chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với phụ kiện loa bẫy chim giá rẻ bên shop nhé. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì shop em lại giới thiệu cho bác về hai cái dòng loa được các bác tin tưởng sử dụng nhiều nhất, đó là dòng AT100 và đằng Q92, Dailin Q92 nhé. Và cũng trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì em cũng nói qua về phương thức mua bán hàng bên shop. Để giao dịch được thành công thì bên em ship hàng COD trên toàn quốc, quyền lợi các bác mua hàng bên shop, các bác được kiểm tra hàng, đúng mẫu mã, các bác mới phải thanh toán bên shipper nhé. Nên đặt hàng các bác không phải cọc bất kỳ 1.000 sản phẩm nào nhé. Nên các bác yên tâm nhé về chất lượng sản phẩm bên em. Bên em bán hàng loại 1 bảo hành, có tem bảo hành cho các bác nhé. Đấy. Cũng không để làm mất thời gian của các bác nữa thì sau đây em cũng xin giới thiệu chi tiết về hai dòng loa này và em sẽ báo cả giá công khai nhé, báo giá công khai. Đấy, cũng vào vụ sana bẫy rồi, các bác nào mà đang quan tâm đến loa bẫy chim, bẫy gà rừng thì hãy tham khảo tại video này nhé. Và sau đây em giới thiệu chi tiết về cái dòng loa Dailin Q92, Dailin Q92 nhé. Đấy, em sẽ nói trước về phần phụ kiện trước nhé. Phụ kiện của nó đi kèm là một túi đeo loa này, rất chi là xịn sò, có dây đeo nhá, dây đeo màu dàn di. Phụ kiện nó sẽ một cục sạc loa này, một dây sạc điều khiển nhá, điều khiển, và một chiếc điều khiển như này. Đây là dòng loa Dailin Q92. Dailin Q92 nó một thời gian dung lượng của nó là 2200 ampere nhé, tương đương các bác sử dụng từ 10 đến 13 tiếng đồng hồ nhé, 10 đến 13 tiếng đồng hồ. Thế các bác nào mà đi rừng sâu nhá, đi rừng 2-3 hôm về thì các bác lên mua cho mình, sắm cho mình thêm một cái cục pin dự phòng để tăng thời gian dung lượng của chiếc loa nhé. Trong chương trình này em cũng tự ưu đãi giảm giá cho các bác nhé. Khi các bác mua loa bên em thì cái cục pin này em bán sẽ hỗ trợ cho bác chỉ còn 100.000 nhé. Chỉ trong chương trình các bác mua loa nhé, giá của nó 100.000 cục pin dự phòng nhé, 100.000 cục pin dự phòng khi các bác mua theo loa. Đấy. Loa lại một hàng chuẩn chỉ nhé, phiên bản mới nhất năm 2022 nhé, tất cả bằng tiếng Anh nhé, không phải bằng tiếng Trung nhé. Bật lên các bác ở chế độ bao ship không, bật lên nó không có tiếng xì xồ nhé, xì xồ của tiếng tàu nhé. Đấy, bật lên các bác bật điều khiển lên thì loa mới chạy nhé, hoặc bác bật thân loa thì loa mới chạy. Hàng rất xịn sò nhé. Sau đây em sẽ đi test thực tế về loa Q92 nhé. Đây là em đang giới thiệu bác là Q92 không bằng Bluetooth nhé. Ở Q92 có Bluetooth và không Bluetooth nhé. Xem đây là cái cáp này, các bác đút thẻ nhớ vào giúp em nhé, cáp đút thẻ nhớ này. Đấy. Hoặc đây đầu trên này là các bác cắm sạc nhé, sạc khi nào loa hết thì các bác cắm sạc vào đây giúp em nhé. Nó có ba nút này gần nhau, chỉnh bass, chỉnh chét này, chỉnh to nhỏ nhé. Đấy. Các bác bật lên thân loa bằng nhôm nhé, hợp kim nhôm cao cấp nhé, toàn bộ hợp kim nhôm cao cấp nhé. Đấy. Khi các bác muốn điều khiển xa thì các bác rút anten lên giúp em nhé, rút anten lên để loa cái điều khiển mình bắt được xa hơn nhé. Đấy. Bắt được tầm 2 đến 300 mét nhé. Rồi sau đây em sẽ test thực tế về loa này nhé. Các bác ấn ở thân loa cũng được, play này thì loa sẽ chạy. Đấy, lách bài, lách xuống hoặc là lách lên này. Đấy. Tiếng chim sẻ này. Mình chỉnh bass, chỉnh chét giúp em nhé, chỉnh to nhỏ. Đây, em đang cho mức độ vừa phải, mức độ bé nhé. Và các bác bật điều khiển lên giúp em này. Nhiều bác không biết sử dụng ạ. Về là các bác trước khi gửi đi em sẽ test cho các bác. Loa chạy thì bên em mới gửi nhé. Đấy. Test thực
test hết cho các bác rồi, nên em sẽ gạt cái điều khiển này nó xuống. Cái điều khiển này chưa chạy nhé, chưa chạy. Nếu các bác về bác sử dụng các bác gạt lên giúp em này, bật chế độ on này. Khi nào cái nhấp nháy của cái điều khiển nó nhấp nháy thì cái điều khiển nó mới chạy nhé. Đấy. Đấy, các bác bật. Đấy, chim sẻ nhé. Đấy, các bác bật điều khiển nhá, các bác đề các số ấy, các bác bật bài này. Đấy, tiếng bịp bịp cực kỳ hay nhá. Đây. Rồi. Loa thì chiếc loa Dailin Q92 và AT100 nó sẽ nhìn nó sẽ về phần loa thì nó nhìn nó cũng ngang ngang nhau nhá. Nó cũng to ngang ngang nhau. Rồi sau đây em sẽ test thực tế của loa AT100 nhé. Rồi cuối video em sẽ công bố giá công khai cho các bác nhé. Đấy. Đấy, nút chỉnh ba chỉnh chết. Đây, em sẽ test loa AT100 cho bác nhé. Đấy, tất cả bằng phiên bản tiếng Anh nhé. Có nút chỉnh ba chỉnh chết to nhỏ âm volume nhé. Tiếng còn chim sẻ cực kỳ hay nhé, thích xong luôn. Đây là chế độ model. Khi nếu mà các bác mà muốn bắt bluetooth thì các bác ấn chế độ play nhé, BBL thì nó mới ở chế độ bluetooth, thì các bác bắt ở trên điện thoại giúp em nhé. Đấy, ngoài các bác bẫy chim về các bác giải trí, các bác muốn nghe nhạc thì các bác bật chế độ bluetooth các bác nghe nhạc nhé. Đấy. Nghe nhạc, nghe radio. Đấy. Cực kỳ hay và tiếng của nó cực kỳ trong luôn nhé. Đấy. Tiếng gà. Các bác bẫy gà, bẫy chồn đèn, cuốc núm, đa đa, bìm bịp, vân vân nhé. Đấy, bên em có đủ tiếng, đủ file chuẩn cho các bác nhé, để các bác bẫy nhé. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến sản phẩm loa điều khiển từ xa bên em thì hãy inbox trực tiếp đến số điện thoại của shop nhé. Đây em cũng công bố giá cụ thể luôn nhé. Cái Dailin Q92 không bluetooth giá của nó là 750.000 nhé. Còn Dailin Q92 có bluetooth là giá của nó là 780.000, bao phí ship toàn quốc cho bác nhé. AT100 giá của nó tại thời điểm này là 880.000 nhé, 880.000, bao phí ship toàn quốc cho bác. Đấy, bác nào quan tâm thì hãy inbox gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của shop nhé. Vâng, một video ngắn em làm đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.